lúc tận nơi không phải dù hay đồng màu té nè gì nơi té nó đang tham yên ấy bà kênh lố tôi tin phê sự chuyện là ngày bộ tình tóc pa ABC tầng ơ nhìn rộng buôn pram của phòng nữa xâm nua tì mùi dù thà tực nào tực đồn tực đọc cô cũng bông cà phê nông thang ngay ở bao sọt này chạp bị thang ngay chê rô xìl tớ tớ ai bị xá ban rư ọt nâng tất phê sẽ chia ở vây để ai tớ tú tiền bàn nâng phê sẽ chia này lâu nó về sập bồ bài bà nà dần nhóm ná nâng lân trả lòng dần nhóm thì chia khá cái đại nâng thùng khá xê nâng đại cho bốc cho bọn khá nê nâng đại thọc dịch nhôm và kênh và xong đôi bạc ca đôi ấy nâng hay đọc phê nè nhôm khá còn biên và xong một lên tiếc tập phạm kê tham mì ô nơi nè tao ca phê sẽ chuyện kê mên đại bạc ca nó đại ABC mà ai pa lục sau ban màu sọc phong lục ông la lục nơi vật ngài nơi pray nơi ấy nó đang màu lên sọc một đòn đấy cái bậc kênh ấy chơi từ chăn đó bên lục ta mà ông nhận nhóm rừng phê sự chuyện nâng lục thật nơi không pray du hay đồng màu té nè gì nợ tiền nữa đang tham yên ấy bà kênh lố tôi tin phê sự chuyện là ngày bộ tin tóc pa ABC tầng ơ nhìn ông buôn pram của phòng nữa ai cua máu tranh của pô sur lố của cơ thân trần đoàn ai nha miền là tự tài cả nửa khmê chứ nè đó trần đoàn đi sầm mai đi tầm nơ bố tầm nơ cần là phê sự chuyện của tranh của pô này lố ạ đang thật xa ấy đại tao thì đôi ruột chiết phai cho nó ruột chiết phai phê chiết lâu mình đôi phê chiết bị đau âm thế mà cái bóng đại mà cái bóng tiền mà cái bóng châu mà cái bóng lên nhổm khan hay tao cả sân lụa lồng xua nhổm lâm láng xoang mà nhổm vàng xua thì nhổm nè mà tao về nhà ấy tại bật mang mò tiền nhôm tên nhà nâng tiền đấy nhôm nó chẳng ai nấy nó bị chào mơ mà chào thằng gì ơi phê chuyện đây gì tình ở lục tà dụng mấy xa ta ABC nâng bên phê sự chuyện thăm ở đà nâng xa trong việc gặp bông đôi tật nề nó nhôm chẳng phải nịt mơ này ta lấy thma xong chô ruộng đọc xa nông vì đây bảy đỏ nâng đôi chìa miền bình chuyện âm pi mà hà phật lá nhận nhóm mà hà phật bẩm buồn và cả tật này phải đại chặt thà mà hà phật lá cứ thà phải nó bị thầm là bị khẩu sáng rồi còn nhận nhóm nè đại rẻ xa ở bao sập tật sờ nâng mình ai tụt tuột tiền bàn thế trăm pì ngày trề tử nứng nâng bàn tăng pì run riết đo ngày tròn trăm pì ngày trề tới mình ai tụt tuột tiền bàn tê tật chùm nuôn phẩm buồn phẩm phệt tìm mũi tật nào nhiệt nhóm tật nào đấy có mình ai chăn bàn này tật nào tì pí phải đồn tật phải đồn bạn này dương bậc kiên lố có luôn đang thật thương mấy cha tài chăn đó ai lột chuồng cá có luôn mình đăng tới có chăn đâu ai vô khá còn đăng tới có cha tài bậc kiên đó tùm lóp tới ai tầm miên bậc thi ấy đang là thật đồn bậc kiên lố là nghe tị bấy phai khnol ná nhóm tật đài bàn bị phai khnol nâng có luôn mình ai chăn bàn này, cái đường cầm bông khá nâng cái phần lật chanh phì phai khăn nol, nhưng
hộp dường chăn tới việc lần phải khăn nồng lắm nè người tị buôn phải khăn nồng đá gặp khăn nồng sầm lo nè người khăn nồng về miền tràn tập hết nè người phải khăn nồng sầm lo nó tị buôn tị prắm phải khâu nhiệt nhôm tật phải khâu nó có chăn mình bàn đài nè khăn nồng vịt này tị bổ muối tật phải lập bự nè người tật phải là phù tiệp bẩm bớt tật tật sọ này tật sọ nó có miền nào có phong phê sự kiện nó miền đại tật tật sọ này đấy có chia viên đá công tình là bọn nâng và kênh lộ vì pro vì chia mà hà phò khóc nông vị này đã bật bật bàn đã bật bàn tiệp bẩm bấy tật phải ở lật nâng lật nó có chăn là nghe dọn bàn này nâng tỳ bẩm buôn tật tật lạc ô tật lạc hay cào pi bẩm buôn mộc nâng nhiệt nhóm cào pi bẩm buôn mộc nâng phơi tật át thạ bàn nạ nâng ai chầm rành nâng đôi phai chê phai ấy ai chầm bạch vô tật tròn ấy chăn bàn vinh vào phai tập bạch ấy nè nâng ấy phai sờ ri phai như tớ cào pi bẩm buôn mộc nâng chăn bàn ăn ấy thì nông vị này nâng nâng chấn sôm ao nhiệt nhôm bàn sắc xa cái lại nâng bình thản tới hay rương cà phê nế mà tự đọc cô khắp anh nâng kê tình nết tới khơi chiên mà xào nâng nâng ai miền mà xào tới về về chia thôn nhị chiên ai chia chia tùm nọt đấy, bên tay chia tùm nọt không vì này này, đấy vì ăn ai chăn bàn thế bên gì tạm vì này bên bà xong lục ăn ấy chăn này dẫn nhôm có bà kênh tới có lục đang thật thơm mít, đang liền đấy, có chăn tới tạm vật ấy nó khơi miền chăn, bên đấy bên gì bên này chay từ tạm sạc bát, bên đất bị chay bên tên tới nữa, cứ khơi chiên mà xào, nè. Bởi cà phê nế vì chỉ bài nơi nông tập hết xa để chiết đại su nè phư tử nến cứ tham mình pa qua lấy nông vị này tê nế là ngày khơi đôi chỉ miền bài nhiều vị chỉ việc để từ chỉ năm từ chỉ ấy từ vinh nế về từ chỉ phê sẽ chia bà rộng ấy với tôi chia chùm răng vì tập hết để ai như thế tức tập hết ná đã phần lật tới mình tốt nông bệ vị nấy mình tiện tôn nâng mà hà phò nâng nâng hay nông ca sạc xa sạc chìa tới khơi thà lục tù tờ nâng lục thành bàn cà phê nâng nè bộ cà phê khan đó, phần lật chanh vì chỉ crop cà phê chanh bị đau mau hay chầm rành, nè chầm rành vì khó sen vì mà hạp hò đốt bàn rượu rập hàng đào nừng, bản thân ai tham bờ cạp xong nưng vì miên chiên là sao chiên say tiết vì miên tẩm no tới không vì này tiết có mình ai chan bàn tiền cần là nâng nồng thầy sẽ chia nâng